Mến chào các bác, anh chị và tất cả mọi người. Hiện tại thì em bé đang có mặt tại thôn Chu Lùng của chú ơi. Từ khi được các sư thầy Phật tử chùa ngoài Hà Đông Hà Nội giúp đỡ ủng hộ, cũng như là các nhà hảo tâm nữa ở trong và ngoài nước ấy, thì hiện tại thì nhìn ngay bên đằng sau cho bé đây thì cũng rất là nhiều những cái căn nhà khăn trang mới mọc lên. Và con cũng rất là biết ơn tất cả các nhà hảo tâm đã tin tưởng vào kênh cũng như là đồng hành cùng bà con ở thôn Chu Lùng trong suốt thời gian vừa qua. Ngày hôm nay thì em bé sẽ tiếp tục đưa cô chú anh chị lên trên bãi đá này để xem là tiến trình bà con làm đến đâu. Hôm nay là bà con tổ 2 làm cô chú nhá. Đấy là tem chị em gái ấy. Đấy. Và tiếp theo thì hôm nay thì con có mua rau là trị giá 600.000 đồng ấy. Và hôm nay thì mua hơi nhiều một chút, bởi vì hôm nay là sở dĩ là có hai đội thì có một đội là đang đổ bê tông ở trên này rồi cô chú nhé. Đấy, đang đợi máy móc của cháu bé vào là sẽ đổ bê tông ở trên đấy là một. Thứ hai nữa là bà con đang đập đá ở trên này. Cả quản lý cũng như là cả bà con nữa là số người rơi vào khoảng tầm gần 30 người. Thế thì hôm nay con có mua 600.000 đồng. Thế mua bao con gà tươi với lại thêm một số nhu yếu phẩm như là mắm muối, mì chính ấy. Thì cụ thể thì ở bên kênh em Hồng thì em ấy sẽ chia sẻ cũng như là lo lắng về cái khoản hậu cần này. Thì chủ yếu là kênh cho bé sẽ đi chia sẻ những cái thước phim bà con làm việc. Còn em Hồng thì chủ yếu là làm về ẩm thực, bởi vì em ấy là kênh ẩm thực thiện nguyện ạ. Bây giờ thì em bé sẽ mời các cô chú anh chị đồng hành cùng kênh cũng như là lên bên trên bãi đá này để xem là bà con hôm nay làm có được nhiều không, hiệu quả không, cũng như là mang cái phần rau này lên trên cho bà con ạ. Đây thì em bé sẽ cùng với lại mọi người đợi một chút, bởi vì mấy con gà đó thì để trên xe ô tô chở cái máy nghiền, máy trộn bê tông đang về sau. Đây là số nhu yếu phẩm cũng như là số rau đây. Ô tô tuyết còi đây, hôm nay mua cả rau chua cho bà con. Chắc bảo anh ấy dừng lại để mình lấy gà chứ. Bảo các cháu, các cháu. Ok. Đấy, em làm mang rau lên đấy trước đi. Em Hồng có đi không hay là lên đấy nấu cơm mọi người? Hả? Thế thì em ấy nhá, em lo về cái khoản cơm cháo này nhá. Ê, có cái gì nhiều thì cứ nói trên kênh cho các cô chú còn biết ấy. Lấy cái rau này lên. Lúa đưa chị xong rồi lấy cầm cả cái rau này lên trên đấy nhá. Vâng. Không biết là hôm nay nên nấu ở đây hay là nấu hai chỗ, bây giờ một mình em nấu ở dưới này đi. Không phải, ý là trên này thì bảo bà con nấu một nồi cơm ở trên này là đủ ăn rồi, với lại lấy một nồi xuống nấu ở dưới này. Ở trên đấy thì bà con chỉ nấu cơm hoặc là tí mình xào rau ở đấy xong là mình mang lên trên đấy là được. Cũng tùy thôi, nói chung là nào nó hợp lý, nhưng mà trên này nó có đầy đủ hơn. Bây giờ điểm trường mình lại di chuyển các thứ xuống à? Không thì là mượn là có đồ nhà Lía nấu cơm dưới này ấy. Thì là mình nấu mượn của nhà Lía về nấu thôi, không là tí bà con ở trên là đi làm được là xuống dưới này ăn luôn cho nó gần. Đúng rồi, nói chung là có hai, bây giờ lại hai đội, một đội thì làm đường ở bên này, một đội thì nó ở mé bên này, đâm ra là cũng hơi khó khăn một chút. Thôi được rồi, nếu mà thế thì lấy xuống điểm trường để nấu cho nó tập trung đi. Vâng. Yeah. Vì hai nơi hai chỗ. Để em treo cái này vào xem luôn để anh phi lên trên kia để xem bà con làm đường luôn. Cầm hộ chị xuống. Có ít lạc em. Đấy, cô con gái nhà ai đây? Hả? Ôi, cháu trên này sờ vào đầu tóc, cháu thấy cháu nó cũng mọc rôm, mọc các thứ này này không ạ? Đây này. Cái này là bị nấm đầu. Bị nấm đây này. Thì cháu nào cũng... Đây này. Ừ, đây. Châu là không có nước để tắm gội, vệ sinh ấy, đây này. Ui dồi ôi. Cháu nào cũng ấy. Bị nấm đầu. Đây về đây, chú lấy kẹo. Cái này vứt đi. Còn không? Không có mà. Bị ấy là... bị thủng. Ôi đây sẽ tắt đi xong rồi để lấy kẹo cho cháu nhỏ. Đây mình lấy. Đây.
Ok, thế bây giờ em lấy xuống dưới kia nhá, xong rồi tí chạy lên là bảo bà con là nấu cơm ở trên kia. Đang nấu mà. Ừ, bảo là nấu cơm ở trên đấy, xong rồi trưa là mình lấy rau lên để ăn cơm thôi. Anh đi, anh bảo đi. Em đi theo tôi đi xay cái bánh nha. Ừ. Tôi chỉ cầm to đi xuống điểm trường. Để em ngồi điểm, xuống điểm trường cùng luôn đi. Hả? Nấu nướng lên đấy. Giờ sẽ lên bảo trên kia cũng như là xem tình hình bà con làm đến đâu. Em bé cập nhật thêm là ngoài cái số tiền ngày hôm nay thì em bé có mua thêm là 3 căn dầu nhé. 3 căn dầu ở trên cái xe anh vừa chở vật liệu về. Anh đấy là chuyên chở vật liệu cho kênh cho bé ở đây, từ cái khu vực dưới thôn này lên bên trên kia để mà đổ bê tông ấy. Quên mất là cũng chưa lấy cái căn dầu đấy xuống để cho cô chú anh chị thấy. Có khả năng một chút nữa lên trên kia thì em bé sẽ vòng lên trên đấy và chia sẻ cho cô chú anh chị nắm rõ sau ạ. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục lên trên này để bảo bà con là xuống dưới này ăn cơm, cũng như là xem là tem chị em gái hôm nay là có nhiều chị em hay là lại các thanh niên con trai nhé. Bởi vì hôm nọ ấy là đội thứ hai này là toàn là chị em gái thôi. À, trục trặc gì hay sao mà bác? Vấn đề gì à? À đổi lại đầu sàng với gì? Dùa ơi! Anh bảo này em ai nấu cơm ấy? Trên này ai nấu cơm ấy? Em nấu à? Thế thì em... Ủa? Có mùi khét rồi kìa. Hả? Anh ngửi thấy... em cho nhỏ lửa thôi. Anh bảo nhá, bây giờ em nấu cơm ở đây nhá. Hôm nay là có hai đội ăn cơm thì em nấu luôn, xong thì xuống dưới điểm trường kia cùng chị Hồng chị làm cơm ở dưới đấy nhá. Yeah. Đấy. Với chị lấy rau nhá, nấu rau ở bên dưới nhá, nấu cơm trên này đi. Yeah. À, xong thì xuống bên dưới kia hộ chị làm nhá. Yeah. Hộ làm cơm ấy, mấy chị em hộ nhau làm. Yeah. Ok. Đó, hôm nay được nhiều thế. Gần hết gần xong rồi nhỉ. Ừ, nốt hôm nay khả năng là xong tổ 2 là xong đấy. Em nghe nói bảo là cái bình dầu bị thủng à, đúng không? Đúng không ấy. Đâu rồi? Anh tháo đi rồi. Tháo đi lấy cái đường nó được. À. Em thấy sao hầu như là máy nào nó cũng bị thủng cái bình dầu nhỉ? Cái đèn kia nó không tắt máy nó, đèn kia nó... Máy nào cũng bị. Thấy đi nhiều nhà mà thấy làm trực tiếp như thế này được mà. Trực tiếp này còn hay hơn là cũng bị. Lấy can đứt là được. Ừ, đấy. Đường như thế này là xong. Anh tháo ra rồi à? Tháo rồi, gần giường. Ừ, anh sao không để cho cũ này cho nó nhìn cho nó đẹp. Tháo đây nhìn nó cả tảng lắm anh ạ. Thì kệ nó rồi. Gì nó giả hỏng. Nó bị thủng ở chỗ nào đấy? Nó thủng ở bên dưới. Bên dưới này à? Ở khu này à? Đây này vẫn còn dầu ấy này này. Máy nào cũng thấy bị thủng cái bình dầu. Đổi chưa? Đổi xong chưa? Cái này là đổ lại một lần là không nhìn được rồi, không hết nó mòn hết mòn à. Mở ra xem nào. Mở ra xem là mòn lắm chưa. Không nghĩ mòn lắm thì hôm nào là phải đi thay. Mẹ. Ừ, mòn lắm rồi. Lát bây giờ. Ồ, bây giờ đẩy kịp rồi.
nứt hết ấy đấy nhỉ. Bên này vẫn thoải mái. Bên này mới. Ừ. Đây này cũng ấy hết rồi này, nát hết rồi nhỉ. Ở dưới này cũng to quá. Luôn nếu mà không làm mà mua bê em đang bảo em đang bảo nhỏ đấy. Ừ. Tức là làm một bên to và một bên bé. Ừ. Cái chỗ này là mình sẽ lấy đá 1-2, còn cái sàng bên này thì mình sẽ lấy cái đá cái bột. Bột bé sổ. Ừ. Nhưng mà mình cũng như thế này là mình vẫn có bột rồi thì mình lấy cái loại nhỏ hơn cái này một tí thôi. Nhưng mà cái này là nhỏ, như kiểu... nhỏ như ban đầu ấy nhỉ anh Xính nhỉ. Nhỏ như cái sàng đầu tiên ấy nhỉ. Đầu tiên. À không, đầu tiên cũng nhỏ như cái này mà. Không, cái đấy nó to hơn đấy. Cái này to hơn đấy. Còn cái sàng này thì hơi to, cái này thì mai phải lấy một bộ vào phòng mới được. Ở dưới kia còn một cái nắm được kìa anh. Cái kia là không được rồi, cái kia không được rồi. Không, có một cái mới hơn cái này mà. Mới hơn, xịn hơn cái này. Còn một cái mới ở dưới mà. Quá chua, xuống đây. Cái mới là cái này. Cái mới mai phải thay đây rồi. Anh thay hôm nào? Thay rồi không nổi rồi, không nổi mà chưa nghiền cái đống này. Chưa nghiền đống này. Rồi. Ý em là có một cái cũ mà, cái cũ nhưng mà nó chưa nát như cái này ấy. Đây. Đâu? Cái này. Đâu à, bác vừa để đây rồi. Ừ. Không phải miếng này. Một miếng là nó không bị như thế. Còn để em tìm xem. Ừ. Có miếng đúng rồi, có một miếng mà. Cái này khả năng phải phòng mấy 1-2 bộ mới được nhỉ. Nói chung nó chưa hỏng nhưng mà nó làm lâu ngày nó cũng bị cái này kia. Thôi sao này. Hả? Ờ rồi thôi kệ nó đi. Để quay đầu lại cái này đi. Khổ lắm. Cái này nó... Lắm. Nhìn thấy tầm mè, là thấy tầm mè khó. Lấy cái bữa bố rồi. Hả? Bố rồi. Thế rồi ơi. Em xuống đấy em hồ nấu cơm nhé, xong anh lên trên chỗ đổ đường ấy, anh sẽ bảo một đồng chí xuống dưới này để mà cùng em với lại đồng chị là làm cơm. Mỗi đội một người hộ làm cơm. Nhá. Hả? Không thiếu đầu nổ đấy. Anh bảo anh có một cái mà phải không? Mua cái bộ bao nhiêu tiền? 5.400.000. Được không? Thế anh cho em mượn cái đầu nổ đấy nhá. Dạ. Sáng nay chưa nghiệt ngô cho vừa con đã xong tháo, không thì này cũng có. Thế mẹ ăn. Vừa mình không ăn được cơm gạo. Không ăn được gạo. Ăn được nhưng mà nó lo ăn bướng thôi. Nó bảo là mà ăn nhiều quá nó lại không ăn. Anh tháo đi xong thì anh lấy ngô xuống đây em nhờ bác lửa để bác cái ấy cho. Anh cứ lấy ngô đây em nhờ cho. Bảo bác hay bác nghiền cho. Nghiền một bao là ăn được bao nhiêu ngày hả anh Xính? Hả? Nghiền một bao ăn được bao nhiêu ngày? Hả? Không, ngô ấy. Ngô ấy? Ừ. Có miếng ở nhà nó cũng hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày à? Thế được nhỉ? 20 ngày chắc là tuyến đường là xong nhiều ấy. Quá, nhiều quá là nó lại... Hỏng này. Hỏng. Đúng rồi. Mùa này nó nặng. Không được lâu dài. Dầu em vừa lấy bên kia mấy can ở trên xe, em lấy em quên không bảo là xách lên đây luôn. Ở bên này còn nhiều không anh? Vâng. Dạ. Còn một xách hay là hai xách ở trên xe? À, em vừa lấy thêm mấy xách ở trên xe ấy. Tiện xe ra, không thì mai mốt anh em ra chở. Cái kia chân máy. Đây tao ở trong 17 mà. Dạ. Nhưng mà cũng có dây mà khúc dầu như cái dây này là dây của anh thì hỏng hết. Thế hết rồi. Nói à dây hút dầu à? Thiếu dây tôi tiêu à? Ừ. Thiếu dây này à? Dây này. Thế rồi, thế thì kiếm đâu ta nhỉ? Nếu chỉ muốn đáp bài thuộc cái project.
cái cây này cứ để nó xong mai kia mua dây về cũng cho nước vào mà. Mặt trời ơi. Lời tốt thương là tháo dây rồi, tháo cả cây ra. Không được đâu nhá. À, cứ phải cho nước vào cho đỡ bụi ấy. Ừ, nhưng mà lấy con dây để lấy cái dây về. Tạm thời dội trước một hôm đi. Bởi vì là hôm nay là ở đây thì không bán mà. Khâu vai không biết bán không? Dạ. Ừ. Khâu vai có đâu. Không có à? Đó, phải mèo vạc à? Đây, đi ra huyện hết thôi. Ui. À, được, xin xuống xin các bác cái thợ xây ấy, mới ra có. Thế á? Tí nó hỏi nó sẽ có thì cho nó. Đây. Nó lấy cho một hai đuổng rồi. Cái dây cái vỏ nó xanh kia. Ừ rồi. Tí xuống xin các bác thợ cũng được. Bác thợ xây nhà lý ấy. Như là hôm nay xây cá. Gõ mạnh vào cũng sợ nó hỏng. Bây giờ thì đã bước vào đầu giờ chiều thì em bé đã quay trở lại với bay đá rồi. Hôm nay tem chị em gái là thông cả buổi trưa luôn. Nói chung là ăn cơm xong là lại làm luôn ấy, không nghỉ ngơi như là bình thường nữa. Mọi người đang cố gắng là nghiền hết cái số bột kia thì hy vọng là sẽ đủ mỗi nhà 5 mét đường và sẽ xong về cái phần việc của mọi người. Còn bây giờ thì không biết là mọi người đã làm đến đâu thì sẽ cùng nhau lên trên này để xem mọi người cùng nhau làm nhé. Vì có em lúa đi theo em bé luôn. Đi em ơi. Đây gần xong này, còn một tí này nữa thôi. Trên này đang có mặt của em Tùng nhé.
thời bà con nghỉ ngơi một chút để bác sửa máy, bác ấy nắn lại cái sạc, nó chạy vận động lâu ngày rồi bây giờ nó cũng mòn nên nó cong cong rồi, bác nắn lại. Vừa chồng bé cũng mua được cả 2 chén nước về mời bà con. Nói chung là mỗi người một được mỗi người một cốc thôi, cũng không được bao nhiêu. Đây mỗi người bát, được bao nhiêu được, nói chung là động lực thôi. Nay trời sợ là còn mưa đấy. Đây này, sàng lâu ngày chạy từ đầu đến giờ đâm ra là bây giờ nó cũng có những cái vết nứt này, mòn hết này, những cái lỗ xung quanh bây giờ nó mỏng hết rồi, đâm ra là nó đã bục ra. Đợt này nếu mà đá như đợt trước là tung bành rồi đấy, nhưng mà được cái bên này là đá nó mềm hơn, đâm ra là nó cũng chỉ cong được như thế này thôi. Rồi không còn cái gì rồi. Ở chỗ phải đi con. Lấy quên rồi không mang xe lên đây. Khẩu trang ở trong cốp. Vào đâu? Đây có cái hàng sâu lắm, như cái giếng ấy. Đây. Đấy. Này không cẩn thận thì các cháu nhỏ chơi đây thì thôi đấy, rùa. Đây. Chiều nay là hết chỗ này rồi nhỉ? Ừ, cố gắng hết. Chưa ăn xong không nghỉ chưa? Ăn xong làm luôn à? Sao lại không nghỉ đấy? Không mệt à? À, làm cố rồi đúng không? Căng thẳng ấy nhỉ, vất vả quá. Ăn xong đấy ra nghỉ tầm 1 giờ này hãng làm. 1 giờ rưỡi này, trời dấm dấm này, 1 giờ này làm được này. Ăn xong làm luôn thấy nó vất vả quá. Được 2 hôm mà con nghiệm là được ngày. Hôm nay hôm thứ 2 nhưng mà chắc là không hết ngày là hết. Đấy, sản phẩm bây giờ máy móc nó cũng chân chu rồi. Thì không còn như là trước nữa. Và con làm thoải mái. Ok, bây giờ là đã chỉnh sửa lại xong rồi, giờ lại tiếp tục. Thank you.
Vâng ạ, hiện tại thì em bé đang có mặt tại cái khu trung tâm của thôn rồi ạ. Đây. Và tiếp sau đây thì em bé sẽ lên bên trên này để mà chia sẻ cái tuyến đường. Hiện tại bà con cũng đang chờ ở trên kia để mà đổ đường bê tông. Và nơi đây chính là cái nơi sản xuất vật liệu ra. Và ở trên kia là cái nơi mà bà con sẽ và chuẩn bị là đổ đường ở trên đó. Và ở ngay bên dưới này đó chính là những cái tâm tư tình cảm của tất cả các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước đã gửi về cho kênh. Thì cháu bé đã mua dự trữ xi ở ngay bên dưới cái điểm trường này. Và có lẽ thì cháu bé sẽ kết thúc video ở đây. Và lên trên kia thì cháu bé sẽ làm một cái thước phim mới, đó là đổ tuyến đường bê tông cho bà con. Hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những số tiếp theo ạ.